Xin chào cả nhà, chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh NPT. Tiếp tục hôm nay Tùng đem đến cho cả nhà xem và nghe một cái câu chuyện. Câu chuyện này kể về một người chồng độc ác, một người con rể dã man hay cả nhà ha. Con nhà này á là trước kia là có ba người sinh sống, trong đó là có hai bà bác cùng với một chị gái trong ngôi nhà này. Ngôi nhà này chỉ có một người con gái duy nhất, cho nên là người con gái này được hai bà bác thương yêu rất là nhiều ha. Rồi cái chị này mới quen và yêu và kết hôn với một anh ở trong khu vực. Và mình hỏi thăm thì khi xưa là anh này kiểu không có quậy phá cũng như là không có rượu chè. Nhưng mà sau khi lấy chị này về và có với nhau một người con gái thì cái anh này bắt đầu cái tật xấu bắt đầu biểu hiện ra, như là rượu chè cũng như là thường xuyên đánh đập vợ con. Cái chuyện mà anh này đánh cái chị này, hầu như trong khu vực này người ta nói rằng là cái việc đó là việc thường xuyên lắm. Thì giờ những lần mà đánh chị này xong là chị này thường hay dẫn đứa con gái về nhà của ba mẹ ruột ở, rồi người chồng lại sang và lại năn nỉ để rước chị này về. Chồng đó về cũng lại nhậu say và đánh cô vợ, rồi cái chị này mới dắt cái người con gái về bên nhà của ba mẹ mình ở. Lần này thì anh này cũng lại sang và lại xin nói chuyện với hai bác bên đây để mà xin rước cái chị này về, và hai bác bên đây không đồng ý, tại vì cái việc mà đánh con gái mình cũng như là bỏ qua nhiều cái lỗi lầm cho anh này đã rất là nhiều lần rồi, nhưng mà anh này vẫn là chứng nào tật nấy, cho nên là không có đồng ý cho chấp nhận cái lời xin lỗi của anh này. Rồi cái người chồng này mới nói rằng là tối nay cô vợ về, người canh này sẽ sang để mà gặp vợ cũng như là xin lỗi vợ, mong vợ tha thứ. Và tới tối đó, hôm đó là cô vợ này đi làm về, mới chạy xe sang bên đây để mà năn nỉ cô vợ. Và được cô vợ trả lời là không đồng ý, cũng như là nói với người chồng này rằng là chuẩn bị đi đến ngày ra tòa thì bên tòa sẽ giải quyết. Bây giờ con cũng như là chị sẽ ở bên đây, không có về bên đó nữa. Cái người chồng này mới kêu cái người con của mình lại, nhưng mà người con của mình không biết có nghe lời hay là không, hay là do sợ hãi cái người cha này cho nên là không lại. Cái người chồng này mới ra phía trước này đứng cũng như là chửi bới, thì những người xung quanh đây người ta có nghe là cái lúc đó là người chồng này đã chửi bới rồi. Rồi sau đó một thời gian là người chồng này có đi nhậu cùng với những người bạn, thì trong lúc nhậu đó người chồng này có nói lại, mới kể lại cái sự việc là đánh vợ mà có dắt con về bên nhà ba mẹ vợ, cũng như là việc xúi giục con gái mình từ mình, khi mà mình kêu lại để mình ôm thì cô con gái không lại, thì đâm ra cái người chồng này mới đầu hận và bực tức, mới kể lại với những người nhậu đó. Và những người bạn mà nhậu chung đó thì cứ nghĩ đâu là cái người chồng này khi mà xỉn say vào thì nói thì mọi chuyện nó sẽ trôi qua thôi, chứ không có suy nghĩ rằng người chồng này sẽ làm những cái chuyện dại dột hơn. Sau khi nhậu xong thì anh ta mới đi đâu thì mọi người ở trong bàn nhậu cũng không có rõ nữa. Và trên đường anh ta đi thì anh ta có lấy điện thoại để mà điện cho cô vợ, nói là kêu cô vợ về đi để anh ta quay trở lại, anh ta nói chuyện một lần nữa rồi anh ta sẽ không làm phiền tới cái gia đình của cô vợ nữa. Thì lúc đó là cô vợ này đang làm công nhân, thì cô vợ này mới từ công ty chạy về, đem theo một cái vật nguy hiểm đến nhà của ba mẹ vợ và gặp cô vợ của mình. Thì giữa hai bên này mới xảy ra cái to tiếng, cái tiếng thất thanh của cô vợ la cầu cứu xung người xung quanh. Thì những người xung quanh người ta mới chạy lại, nhưng mà người ta không có dám vào. Thì người ta chỉ đứng ở ngoài, người ta nhìn thẳng vào bên trong nhà thì thấy là cái gã chồng này từ bên trong nhà đi ra, đi ra phía trước mà mình mảy máu và trên tay còn cầm một cái hung khí. Thì một trong số những người mà chứng kiến sự việc đó mới gọi công an để nhờ công an đến đây hỗ trợ và cứu những cái người bên trong ngôi nhà này, chứ những người bên ngoài người ta không có dám. Trong khi đó là gã chồng này đã ra tay hết với ba người, gom tài sản tiền bạc của bên nhà vợ, rồi sau đó hắn cố gom đồ đạc lại một góc nhà. Thì cả nhà mình cũng thấy là đây là cái góc nhà để cái nơi mà hắn đốt và thiêu hủy quần áo của bên vợ hắn ha. Hắn gom đồ lại đây để mà hắn ủ lại, để mà ý định khoáng hắn đốt luôn cái ngôi nhà này. Thì sau khi mà hắn phóng hỏa xong, hắn đi ra ngoài, hắn xách xe hắn đi, thì trên tay hắn còn cầm một theo một cái con dao. Thì hắn chạy được một đoạn thì hắn mới giục cái vật nguy hiểm nó xuống dưới sông. Hắn mới chạy lại tới cái nhà trẻ. Thì lúc mà hắn chạy xuống tới lại nhà trẻ thì mình mẩy hắn vẫn còn máu, và hắn rước con hắn. Sau khi chở con về tới nhà mẹ ruột hắn thì hắn có kể lại với mẹ hắn rằng là hắn vừa gây ra một cái tội ác, ra tay với vợ hắn và ba mẹ vợ hắn. Bây giờ hắn gửi con hắn lại cho bên gia đình,
nhờ bên mẹ hắn chăm lo cho con hắn, cũng như là hắn đi làm một thời gian hắn sẽ gửi tiền về để mà chăm lo, hắn mới xách xe hắn đi đâu nữa. Thì trong lúc đó là mẹ hắn mới tá hỏa ra, cũng la làng với hàng xóm kể lại cái sự việc đó và có trình báo với tổ trưởng, và tổ trưởng cũng đã đồng thời điện báo công an liền ngay lúc đó luôn. Thì bên công an mới tới cái ngôi nhà của bên vợ hắn, thì những người dân xung quanh đó đã vào đã dập tắt lửa cũng như là lôi ba cái người bị hại đó ra ngoài, thì mới điện xe cấp cứu vào để mà chuyển đi bệnh viện, nhưng mà cả ba người đều không qua khỏi ha. Cô vợ hắn còn thoi thóp, nhưng mà khi mà lên tới bệnh viện thì một hơi sau cũng đã qua đời luôn. Công an mới khoanh vùng và bố ráp để mà tìm và bắt hắn, nhưng mà tới 2 ngày sau mới bắt được ở bên Gò Công, tại hắn trốn về tới bên nhà người quen của hắn ở bên Gò Công, bắt được hắn bên đó. Cái gã chồng độc ác này cuối cùng cũng đã chịu một cái sự trừng phạt thích đáng cho cái tội ác mà hắn đã gây ra rồi, nhưng mà cái hậu quả để lại là cái đứa bé đó bây giờ phải mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thì sau khi mà xảy ra cái sự việc đó rồi, cái người dòng họ của hai ông bà bác này ở gần khu vực này mới đứng ra để mà tổ chức cái đám tang cho hai ông bà bác cũng như là cô vợ này, và cái ngôi nhà này đã được sang bán lại hay như thế nào đó, nhưng mà mình không, tới bây giờ mình vẫn không rõ ha. Cả nhà mình cũng thấy là cái vết cháy vẫn còn, cả nhà mình có những cái hình ảnh, những cái video hoặc là những cái câu chuyện hay muốn gửi về cho chương trình, vui lòng gửi về qua email. Xin kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn xem trên kênh thật nhiều sức khỏe và thành công ạ. À.